hai này. Cuộc tỷ thí bắt đầu. Đoán xem phần thắng sẽ nghiêng về ai. Đây là giải đấu truyền thống ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam thường tổ chức vào các dịp Tết cổ truyền. Điều khác biệt và mới lạ với tất cả trong môn vật này là một cách đấu vật giữa nam và nữ. Điều này rất hiếm thấy trên thế giới. Vật nào các bạn?
đấu đã đi đến hồi kết và theo các bạn phần thắng sẽ thuộc về ai? Các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký để nhận những video mới hấp dẫn hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của chúng tôi.